Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của Trương nha. Hôm nay xe 7 chỗ về quá chừng để phục vụ anh chị luôn. Như là Rondo nè, Captiva nè. Ở đây có Xpander. Xpander này bây giờ em sẽ quay video chi tiết cho anh chị xem nha. Ngoài ra còn Innova, còn XL7, còn Santa Fe. Khá là nhiều sự lựa chọn cho anh chị trong rất là nhiều tầm giá. Tầm 300 mấy trở lên tới 900 mấy cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Và bây giờ em sẽ quay video chi tiết cho anh chị xem xe Xpander này nha. Xpander này là 2019 số tự động. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Mới làm bánh chỉ có 56.000 cây số thôi anh chị. Rồi anh ấy đi một vòng cho anh chị xem cái xe của mình ha. Xe này là đầy đủ full lịch sử bảo dưỡng hãng hết. Cứ bảo dưỡng đều và mỗi năm chạy có 11.000 cây số thôi anh chị. Chạy km rất đều luôn. Xe này mang Nexo màu trắng. Xpander màu trắng là một trong những màu mà hot nhất của Xpander. Đăng kiểm đường bộ tới tháng 4 2026 là còn dài. Khi mà anh chị mua xe bên em thì sẽ được đảm bảo về chất lượng, pháp lý, không đâm đụng, không thể kích và sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh chị luôn nha. Anh ấy đi một vòng cho anh chị xem về ngoại thất, nội thất. Xe này vừa về bên em đã dọn cơ bản rồi, đã rửa xe, dọn nội thất và đã bảo dưỡng luôn rồi, thay nhớt, lọc nhớt. Bây giờ anh chị lái về chỉ việc đi thôi. Đây 7 chỗ, hàng ghế này có thể gập phẳng lại được. Anh ấy quay cho anh chị xem cái nội thất nè. Nội thất ghế da màu kem. Nhìn rất là đẹp ha, nếu đi ít người thì gặp hàng ghế cuối lại. Đó, cho không gian cốp rất là rộng. Đó, cho không gian cốp rộng mà chở được khá là nhiều đồ. Và hàng ghế kia cũng có thể gặp phẳng đây được luôn. Những cái này thì lúc giao thì em sẽ vệ sinh lại cho nó sạch sẽ nữa nha. Để xe thì mới về, cũng mới dọn cơ bản thôi. Trần đã được bọc hết rồi. Đó, đồ nghề thì ở trong này. Ở trong này là có hộc và để đồ nữa. Đó, cho không gian cốp thì để đồ vi vu luôn. Một chiếc xe 7 chỗ mà rất là tiện dụng, tiết kiệm, bền. Xpander là một chiếc xe 7 chỗ và doanh số gần như là bán nhiều nhất năm 2023 với hơn 19.000 xe. Đó, thì chất lượng là đã được khẳng định rồi ha, không có gì để bàn cãi về chất lượng của Xpander rồi. Đây cho anh chị xem lên nội thất đi anh ấy. Có chữ Xpander luôn. Trần đã được bọc hết rồi. Và phía trên này là có quạt, quạt điều chỉnh nhiệt độ luôn. Đó. Quạt này điều chỉnh nhiệt độ 1 2 3 4, 4 nấc. Đó. Có 4 nấc điều chỉnh nhiệt độ, mát lắm. Điều hòa của xe Nhật thì rất là mát. Đây, ngồi thì rộng rãi, thoải mái, vô tư. Hàng ghế này có thể điều chỉnh được độ trượt ngã nè. Đó, trượt điều chỉnh hợp lý thì ngồi rất là thoải mái anh chị. Không chật đâu ha. Xpander là chiếc xe gần như là xe quốc dân nè. Đây, có thể gập phẳng lại được. Đó, gập phẳng lại hai hàng ghế thì mua cái nệm á, đi đường dài, nằm ngủ luôn, rất là thoải mái. Đây, điều chỉnh được độ trượt ngã. Đây, Xpander thì quá hot rồi. Đây, quay cho anh chị xem về nội thất này đi. Ghế da rồi nè. Đó, những cái nút bấm nè. Nút bấm gần như là không bị phai. Đây, những chi tiết mạ chrome ở đây nè. Đó, những chi tiết mở cửa nè. Còn rất là mới. Đây, những cái nút bấm. Đó, những cái xe đi nhiều ở những cái nút bấm này nó sẽ bị phai hết. Có cân bằng điện tử nè, gương gập chỉnh điện. Đây, vô lăng nè, cho anh chị xem vô lăng nè. Đó, vô lăng này trợ lực điện, có cruise control nè. Đánh lái nhẹ nhàng lắm. Đây, đồng hồ 56.000 cây số thôi. Đó, bảo dưỡng đầy đủ hết. Bảo dưỡng đầy đủ, có lịch sử hãng đầy đủ nha anh chị. Và đây là cái thông tin xe của cửa hàng. Đây, Xpander số tự động đang được chào bán với giá là 488 triệu nha. 488 triệu. Ngân hàng hỗ trợ anh chị được tối đa tới 70% giá trị xe lận. Đó. Số tự động, màn hình có cam da đầy đủ. Có camera hành trình luôn. Ở những cái này thì chủ xe người ta trang bị sẵn, em sẽ để lại hết cho anh chị nha. Đó, rất là lợi cho mình khi mà mua xe cũ sẽ được sẵn những cái đồ đó. Để mở khoang máy cho anh chị xem nè. Xe em đang nổ máy từ đầu giờ luôn á. Nổ rất là êm. Cái này là off gương. Đó. Đèn hệ thống đèn led hết nè anh chị. Đèn led hết. Máy 1.5 thì tiết kiệm lắm. Chạy đường trường có 5-6 lít thôi. Đây. Đây, nếu quay sát và cho anh chị xem cái máy nè. Đó, máy đang nổ. Có nổ máy lạnh ở trong luôn á. Đây, nước máy lạnh nè. Đó, đó, máy lạnh đang mới bắt kìa, thấy không? Đó, anh ấy quay sát và cho anh chị nghe cái tiếng máy nè. Đó, ốc chân máy nè. Đây là ốc dàn cò nè. Đó, phanh ABS nè. Anh chị nhìn tình trong hốc máy nè. Đó, nhìn rất là mới đúng không? Này, ốc què nè. Đây, ốc cabo nè. Đó, quay tổng thể cho anh chị xem về cái khoang máy đây nè. Dòng này thì không có gì để bàn về chất lượng đâu chị. Quan trọng là anh chị thấy có thích cái xe này hay không thôi. Và thấy giá có hợp lý hay không. Đó. Còn cái xe này chất lượng pháp lý công ty em sẽ cam kết cho anh chị. Không đâm đụng, không thể kích, hồ sơ pháp lý và bao quay đầu, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh chị khi mà anh chị sang tên xe ha.
Rồi, Xpander số tự động 2019 bên công ty ô tô siêu Việt đang chào bán với giá 488 triệu. Xe này thì em vẫn còn làm ngân hàng được cho anh chị nha. Ngân hàng hỗ trợ được tối đa 70% giá trị xe. Anh chị trả trước đâu đó khoảng 180 đã có thể nhận xe rồi. Rồi, cảm ơn chị Xpander nha. Anh chị có xe muốn cáp đổi, muốn lên đời hoặc là biết người quen này bán xe thì giới thiệu giúp em nha. Xe không đâm đụng, không thể kích, giá cả hợp lý thì bên em sẽ thu hết. Và đặc biệt là không ngại đường xa. Anh chị có xe chỉ cần ưu tiên cho bên em, alo cho bên em là bên em sẽ đến tận nhà và thu lại giá tốt nhất cho anh chị. Nếu như còn ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ thu và đi giải ngân cho anh chị luôn nha. Anh chị không cần đi đâu hết, chỉ cần ở nhà thôi, bên em sẽ làm hết mọi thứ thủ tục cho anh chị. Rồi, cảm ơn chị Xpander nha. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye.